và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Dũng Lốc Mango đây. Ok các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì các bạn thấy mình có gì đặc biệt so với những ngày bình thường không? Các bạn thấy gì không? Mình sẽ cho các bạn đoán 3 giây nha. Nếu mà bạn nào đoán được thì mình sẽ có phần thưởng nha. 1, 2, 3. Rồi xin chúc mừng các bạn không đoán được rồi. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái trang phục này. Và cái trang phục này sẽ là lấy miễn phí nha các bạn. Và bạn nào muốn thì các bạn có thể xem video này nha. Mình thấy nó cũng khá là đẹp và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy nó. Và coi có lẽ bây giờ mình xin bắt đầu vào video nha. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì vào lấy quà thôi các bạn ơi. Let's go. Hey yo các bạn, hiện tại là mình đang ở sảnh và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Đầu tiên là các bạn vô Blog Mango và sau đó các bạn thấy Event Center không? Thì đây là mình đang chỉnh tiếng Anh cho nên là nó có Event Center. Nếu mà các bạn chỉnh tiếng Việt thì không biết như thế nào. Thì các bạn nhớ cái biểu tượng này bấm vô nha. Rất là đơn giản luôn. Và sau đó kéo xuống. Ở đây cũng có những cái event khác các bạn cũng có thể tham gia luôn nha. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng tới cầu cá tiếng vua. Đây rồi các bạn thấy không? Đây chính là cái trang phục của cái event này. Đây để mình thoát ra. Đó các bạn thấy không? Đây là trang phục Naruto. Trong phim Naruto đó các bạn. Và chính xác hơn thì mình thấy nó giống như là Kakashi vậy đó các bạn. Khá là đẹp luôn. Và ngoài ra có những cái trang phục khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử. Cái event này thì ngày 7 tháng 4 đến 13 tháng 4 nha các bạn. Các bạn tranh thủ tham gia nha. Và ở đây thì thể lệ bây giờ mình sẽ đọc nè. Hoàn thành nhiệm vụ ngay để nhận lượt câu cá. Mời bạn về nhập code và bạn bè câu cá sẽ nhận được thêm điểm. Rồi bạn sẽ chỉ có thể mời hai người bạn vào đội để mà giúp đỡ mình. Và hai lượt vào đội câu cá sẽ của bạn khác thôi nhé. Rồi và cuối cùng là điểm sẽ dùng để đổi rất nhiều phần quà hấp dẫn. Thì các bạn có thể như thế này nè, các bạn nhận nhiệm vụ. Đây nè, cái mục nhiệm vụ mà khi mà các bạn hoàn thành xong thì các bạn sẽ nhận được lượt. Đó, chỉ đơn giản như thế này thôi. Bây giờ mình bấm vào hình như là mình nhận luôn rồi các bạn. Đăng nhập là xong cái nhiệm vụ này rồi. Bây giờ mình online 15 phút nữa thì mình sẽ nhận được 3 lượt nữa. Rồi ở đây thì các bạn nhập ID của người mà các bạn muốn giúp đỡ các bạn và chúng ta sẽ được một lượt. Còn ở bên đây đổi quà. Đây rồi, đây là phần chính đây. 3 ngày cho một cái sừng nai mũ vĩnh viễn luôn các bạn. Wow, mũ vĩnh viễn nha. Và 5 ngày cho tặng hoa và vĩnh viễn nữa là bộ ninja nam. Ok, ninja nam hả? Không có ninja nữ hả? Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái này là gì đây? Hộp quà chỉ được mở vào ngày 10 tháng 4. Ok, các bạn có thể quay trở về 10 tháng 4 nha các bạn để mà nhận tiếp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia nào. Đầu tiên là mình sẽ bấm vào hồ câu cá. Hiện tại là mình đang có 6 lượt. Bấm vào thả cần để bắt đầu câu cá. Bấm kéo cần ngay khi ký hiệu chấm than á xuất hiện. Ok, không được hụt là mất câu cá. Rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vô. Chấm than. Yes, một con cá 30 điểm các bạn ơi. Wow, 30 điểm. Rồi mình đã nhận được 30 điểm rồi nha. Và tiếp tục thả cần nào. Hiện tại là mình đang có 5 lượt nha các bạn. Và không biết là chấm than. Úp. Yes, 50 điểm. Trời ơi, tôi cứ tưởng là hụt các bạn ơi. Hiện tại là mình đang cần còn 4 lượt nữa. Rồi. Kéo nào, chấm than nào. Chấm than. Bao nhiêu điểm đây? 50 điểm các bạn ơi. Vậy là nãy giờ là được 130 điểm rồi nha các bạn. Chỉ có 6 lượt thôi. Mới có 3 lượt thôi các bạn. 130 điểm rồi. Rồi không biết là có con cá nào. Ôi lại một con cá 50 điểm nữa. Không biết là có con cá nào VIP Burgle không nữa hay nha các bạn. Rồi để mình coi thử coi. 2 lượt nữa mình sẽ được cái gì nha. Rồi. Kéo. Yes, 50 điểm nữa các bạn. Còn một lượt cuối nữa. Có con cá nào không? Có con cá nào không? Cho tôi với. Rồi kéo. Trời ơi, hụt. Trời ơi là trời. Trời ơi, sét đánh ngang tay. Ok các bạn ơi, mình đã câu được bao nhiêu điểm ta? Mình quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình đổi quà ra. Hiện tại là mình đang có 230 điểm. Đó các bạn thấy dễ kiếm điểm không các bạn? Thì bây giờ nhiệm vụ nè. Ba lượt. Và một lượt nữa. Mỗi ngày các bạn có được 10 lượt. Thì vậy chi là chúng ta câu trung bình được 5 lượt đi. 5 lượt và 5 lượt hụt đi. Đó thì là 250.
Và hiện tại là sự kiện là một tuần đúng không? Nhưng cho 7 lên thì chắc chắn là được cái 900 điểm này rồi. Đó, các bạn cứ việc tham gia đi thì chúng ta sẽ được quà nha các bạn. Chắc chắn là được cái này rồi các bạn ơi. 900 điểm rất là dễ lấy luôn. Mình thì mới có 6 lượt thôi là được 230 điểm rồi. Rồi, bây giờ thì mũ cảnh sát mình cũng thấy khá là giá trị nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng coi thử cái trang phục nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ vào thử cái kiểu như là Bedwar đi. Nên chơi Bedwar không? Rồi, bây giờ mình sẽ vô Skylock đi các bạn ơi. Ê, vô các bạn, mình đã vào Skylock rồi đây. Và cũng lâu rồi tôi không có vào. Cái gì đây? Nạp 300 kim cương. Rồi, không nạp đâu. Hiện tại là mình chú tâm vào cái Bedwar rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ show ra cái trang phục cho các bạn xem. À, hay. Thế mình thấy nó cũng khá là ok luôn các bạn. Trang phục này khá là ok luôn á. Nhìn cũng khá là bắt mắt nữa các bạn ơi. Kiểu nó lạ lạ á. Rồi, ok. Và bây giờ coi thử coi Skyward hiện tại là mình đang như thế nào rồi ta. Skyward, nói chung là mình chỉ có quay đúng một tập thôi. Cho nên là mình cũng không biết là cái game này nó như thế nào nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá một chút ha các bạn. Ồ, à, cái mỏ than hình như bữa là mình chưa có vô nè các bạn. Để mình coi thử coi. Wow. Ồ, cái này. À, mình hiểu cái cơ chế của. Trời. Đứa nào dám cài bẫy tôi. Ok, mình hiểu cái cơ chế này rồi. Chúng ta sẽ đào ở đây đúng không? Đào, để mình coi thử coi. Nó có cộng cho mình mấy cái block không ta? 46 rồi nè đúng không? Ủa, mấy cái block nó cộng vô đâu ta? Mình cũng không biết nữa anh em ơi. Nó có cộng vô túi đồ mình không? Mọi đứa nào đây? Trời ơi, mấy bạn này không tham gia sự kiện rồi, thành ra không có skin nè các bạn. Đó, bạn nào không có skin thì có thể tham gia sự kiện để lấy cho mình một cái skin nha các bạn. Rồi, ok, và bây giờ mình qua bên đây thử coi. Ủa, là nó cộng vô đâu ta anh em? Anh em nào giải đáp thắc mắc tôi với. Wow, lâu rồi mình không có vô đây. Còn cái này là gì đây? À, lực vẫn là nạp á, để mình thoát ra coi rồi. Rồi, gửi, cái này là cái gì đây? Ôi, nhiều thứ quá các bạn ơi. Rồi, dịch chuyển. À, giờ tôi mới biết Skylock ở đây nó cũng hay ho lắm nha các bạn. Rồi, để mình coi thử coi còn map nào nữa không. Rồi, sảnh nè. À, rồi để coi thử coi. À, cái này là cái gì đây? Tài nguyên hòn đảo. Vô. Rồi, vô thôi. Ok, tài nguyên hòn đảo là cái gì đây? Ủa là cái này là cái gì đây? What the hell? Nó chỉ mình vô cái máy này nè. Cái máy 297 xu các bạn ơi. 297 glup các bạn. Thôi, rồi, mình nghĩ là cái máy này kiểu như bạn xác định muốn bán toàn bộ khoáng sản. Ok, bán đi. Mình nghĩ là cái máy này kiểu như là đào tự động đúng không anh em? Tôi đoán là vậy đó. Ồ, ở đây có mở miễn phí nè. Mở thử coi. Có. À, một tiếng thì ra được 4 block nha các bạn. À, mình hiểu rồi. Cái này giống kiểu là đào tự động đó anh em ơi. Ôi, 4.000. Không đủ anh em. Rồi, về sảnh thôi. Khu vực mỏ là cái gì đây? Khu vực mỏ là hồi nãy quay. À, hồi nãy quay rồi đúng không? À, không. Rồi, ở đây là sảnh tiếp nè. Để mình coi thử coi còn cái. Ồ, còn nữa đúng không? Mỏ quặng. Về nhà. À, hết rồi. Rồi, nói chung là còn những con NPC khác nữa. Ok, khoe skin lần cuối cho các bạn xem nào. Đây chính là skin trong phim Naruto nha các bạn. Nhìn nó cũng ok đó các bạn. Các bạn có thể tham gia câu cá tiếng vua để mà lấy nha. Rồi, ok, có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.